không thích thế này. Tôi thấy xấu hổ về bọc eo của mình. Phần mở tựa phình lên thật khó coi làm sao. Dùng bụng của tôi cứ nhô ra. Ở chỗ này không đẹp một chút nào hết. Những vùng da và mỡ thừa phình lên trên cơ thể làm hỏng mất vẻ đẹp của trang phục bạn mặc. Quần gen khiến trang phục phồng lên hoặc tệ hơn là bị bó chặt và gây bí bách khó chịu bên trong. Những trang phục tạo dáng đó rất khó mặc vào và còn khó hơn khi thay ra. Thật lòng là bạn không hề muốn mặc những trang phục tạo dáng đó một chút nào. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm quần tạo dáng Legend Caress. Tôi cũng đang mặc quần Legend Caress và tôi rất thích sản phẩm này. Quần tạo dáng Legend Caress hoàn toàn khác biệt vì sản phẩm ưu việt này tạo đường cong cho vòng eo, định hình bắp đùi trong và ngoài, làm thon gọn bắp chân. Còn các đường cong ở vòng ba sẽ được nâng đẩy, tạo các đường cong tuyệt đẹp và vô cùng quyến rũ. Đúng vậy Jenny. Và quần tạo dáng Legend Caress cũng rất sành điệu và đa năng nữa. Bạn có thể mặc quần tạo dáng Legend Caress với áo kiểu, áo len hoặc áo khoác, cả bên trong quần Âu hay quần jean nữa, giúp mọi trang phục vừa vặn hơn hẳn. Tôi rất hài lòng với vẻ thon thả mà chiếc quần này đem lại cho đôi chân của tôi. Hay hơn nữa là vòng ba được đơn đầy rất là tốt. Các nhà thiết kế của thương hiệu Slim and Lip luôn đảm bảo rằng các trang phục tạo dáng của họ luôn đa năng và hợp thời trang. Quần Legend Caress có nhiều màu đa dạng để cho bạn lựa chọn. Khi đặt mua quần Legend Caress, bạn đừng quên hỏi nhân viên tư vấn về sản phẩm áo tạo dáng Caress, giúp tạo các đường cong thon thả, làm thon gọn và săn chắc, đồng thời còn nâng đỡ và tạo dáng ở những chỗ cần thiết. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa nào? Một trang phục tạo dáng thời trang đa năng vô cùng hiệu quả sẽ đem lại cho bạn vóc dáng hoàn mỹ. Với những đường cong quyến rũ, chỉ còn cách bạn một cuộc điện thoại mà thôi. Đừng chần chừ nữa, hãy gọi ngay tới Best Buy các bạn nhé. Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày. Nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm,